Thầy sẽ hướng dẫn các em cài đặt app Microsoft Teams, đăng nhập vào hệ thống và hướng dẫn các em học tập online một cách thật là hiệu quả. Bước đầu tiên, các em tiến hành cài app Microsoft Teams. Thì ở đây thầy sử dụng điện thoại Android. Thầy tiến hành vô Set Play. Còn bạn nào chúng ta sử dụng iPhone thì chúng ta vô App Store. Thầy tiến hành cài đặt app trên điện thoại Android như sau. Thầy vô Set Play nha mấy em. Thầy nhấp vào mục tìm kiếm, thầy gõ từ khóa là MS Team. Và chúng ta tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt xong, chúng ta tiến hành mở chương trình Microsoft Teams lên. Và mở lên thì app chúng ta có hai cái mục, thứ nhất là đăng nhập, thứ hai là đăng ký miễn phí, thì các em vui lòng chọn thầy vào mục đăng nhập. Và đăng nhập ở vị trí này là tài khoản email và mật khẩu thầy cô sẽ cung cấp cho các em. Ví dụ ở đây thầy có tài khoản và email của một bạn như sau. Thầy sẽ tiến hành làm ví dụ minh họa cho các em. Thầy sẽ tiến hành copy cái email này vô. Các em nhớ rằng chúng ta hãy copy vô nha. Chúng ta đừng nên gõ mất công nó sai. Thầy tiến hành copy. Và mang qua đây thầy dán vô. Thầy anh đăng nhập. Và app đòi chúng ta mật khẩu thì chúng ta quay lại phần Zalo. Chúng ta copy tiếp tục cái mật khẩu này. Chúng ta quay qua app Microsoft Teams. Chúng ta dán vô. Ta ấn đăng nhập. Như vậy, sau khi đăng nhập xong chúng ta có 3 mục là mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. Thì chúng ta ở chỗ vị trí mật khẩu hiện tại này, chúng ta sẽ dán cái mật khẩu chúng ta vừa copy vô. Tiếp theo là cái mục mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. Mật khẩu chúng ta bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số, ký tự đặc biệt và ít nhất phải 6 ký tự. Ví dụ ở đây thầy có mật khẩu là và thầy tiến hành nhập mật khẩu cho 834 A+THCSHP chẳng hạn. Thầy nhập vô hai vị trí mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu. Sau đó thầy tiến hành đăng nhập vô. Màn hình chúng ta hiện lên là cần thêm thông tin. Chúng ta ấn tiếp theo. Và sau khi ấn tiếp theo chúng ta có hai mục là xác minh bằng điện thoại và email xác thực, thì chúng ta vui lòng chọn thầy xác minh bằng điện thoại. Chúng ta nhấp vào thiết lập ngay bây giờ. Đầu tiên chúng ta hãy nhập với thầy quốc gia hoặc vùng mà bạn chọn. Ở đây chúng ta hãy nhập vào quốc gia là Việt Nam. Cái phần tiếp theo là các em hãy nhập số điện thoại của mình vô để ông ta nhận được cái mã xác nhận từ Microsoft. Nhập xong, các em tiến hành ấn cho thầy là nhắn tin cho tôi.
Các em đợi trong giây lát thì bên Microsoft chúng ta sẽ nhắn cho em một cái mã xác nhận. Đó, như vậy thầy sẽ nhập cái mã xác nhận của thầy vô là 150890. Sau đó thầy ấn vào kiểm chứng. Như vậy chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta nhấp vào button là hoàn tất. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong được bước đăng nhập, đổi mật khẩu và xác minh số điện thoại rồi nha mấy em. Thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng phần mềm Microsoft Teams an toàn và hiệu quả như sau. Các em cùng chú ý theo dõi để phục vụ trong công việc học tập của chúng ta nha mấy em. Như vậy, vào trong một nhóm này chúng ta có một cái lớp học của các em. Thì trong lớp học này có rất nhiều môn. Nó sẽ ở trong 13 kênh ảnh này. Thì các em hãy click vô trong 13 kênh ảnh này. Thì trong kênh ảnh này sẽ hiện lên tất cả các môn học của các em. Ví dụ ở đây, trong tiết học ngày hôm nay các em học môn toán, thì các em hãy chọn cho thầy vào môn toán. Các em sẽ thấy nút tham gia trong cuộc họp, thì các em hãy click vào nút tham gia để gia nhập vào cái lớp học. Cho phép tìm ghi âm hay không, các em hãy cho phép. Trong quá trình em đăng nhập vào thì các em vui lòng bật camera và tắt mic khi nào thầy cô yêu cầu các em trả lời, hoặc là các em muốn hỏi thầy cô thì các em hãy bật mic. Chúng ta nhấp vào mục tham gia ngay. Như vậy các em đã kết nối được đến lớp học của thầy cô. Bước tiếp theo, thầy sẽ giới thiệu sơ lược cho các em một số tính năng để các em tương tác với thầy cô bằng cách các em hãy nhấp vào mục ba chấm như trên màn hình thầy chỉ. Ở đây chúng ta sẽ có một số cái chức năng. Thứ nhất là bật ghi chú trực tiếp. Chức năng thứ hai là chia sẻ. Chức năng thứ ba là tắt video đến. Ở đây thầy sẽ giới thiệu cho các em là chức năng chia sẻ để chúng ta học tập trực tuyến cho tốt. Chúng ta chọn chia sẻ. Ở đây chúng ta sẽ có các mục. Thứ nhất là chia sẻ ảnh. Thứ hai là chia sẻ video. Thứ ba là chia sẻ file PowerPoint từ máy các em, hoặc là chia sẻ màn hình trực tiếp của các em cho thầy cô xem và các bạn xem. Trong buổi ngày hôm nay, thầy sẽ giới thiệu các em hai mục là chia sẻ ảnh và chia sẻ video. Bước đầu tiên, thầy sẽ hướng dẫn các em mục chia sẻ ảnh trước. Các em nhấp vào mục chia sẻ ảnh. Chúng ta tiến hành cho phép team truy cập vào phương tiện. Thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em chụp bài làm của mình gửi trực tiếp cho thầy cô. Các em tiến hành lấy camera mình rọi vào bài làm của mình và tiến hành chụp cho thầy. Như vậy sau khi các em chụp xong thì các em tiến hành bắt đầu trình bày. Như vậy các em đã trình bày bài này lên cho thầy cô và các bạn cùng xem. Và sau khi xong các em có thể dừng trình bày. Bước tiếp theo là thầy sẽ hướng dẫn các em chia sẻ bài làm của mình thông qua một video trực tiếp. Các em tiến hành nhấp chọn vào chia sẻ. Thì các em hãy chọn vào chia sẻ video. Các em sẽ rọi vào camera và chúng ta tiến hành làm trực tiếp cho thầy cô và các bạn coi. Và các em bấm vào nút trình bày. Chúng ta bấm vào nút trình bày. Chúng ta tiến hành bấm vào nút trình bày. Và sau đó các em hãy làm bài cho thầy cô coi luôn. Và sau khi các em chúng ta mà trình bày xong trực tiếp cho thầy cô thì các em có thể dừng trình bày. Sau khi các em hoàn thành được một buổi học, các em có thể ấn nút màu đỏ để các em kết thúc cuộc họp.
Cái vấn đề tiếp theo nữa, sau khi mà thầy cô hướng dẫn các em, sau khi các em học tập online thì thầy cô sẽ giao cho các em một số bài tập thật là cô đọng. Như vậy các em hãy nộp cho thầy cô. Các em học môn nào thì các em hãy nộp bài ở môn đó. Ví dụ các em muốn nộp bài môn toán thì các em hãy chọn link vô môn toán. Các em hãy nhìn ở cái biểu tượng màu tím ở dưới cuối cùng màn hình và phía bên tay phải, các em click chọn vào đó. Các em tiến hành click vào bắt đầu cuộc hội thoại mới thì các em hãy vui lòng chọn thầy, biểu tượng là hình ảnh. Các em sẽ chụp đến cái bài làm của các em. Lưu ý rằng các em hãy đặt cái điện thoại theo phương thẳng đứng để sát với cái bài làm của mình và lấy nét thật là căng. Tránh tình trạng các em để nghiêng hay để xéo như vậy, khi mà gửi thầy cô rất là khó nhìn mấy em nha. Các em hãy chụp sát và lấy nét thật căng. Rồi xong, như vậy các em hãy click vào cái mục đã xong. Và tự động cái bài làm này sẽ gửi đến các thầy cô. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong cái quá trình gửi bài tập lên app MyJustin. Và các môn học khác cũng tương tự như là văn, anh văn, lý, hóa, công nghệ, thể dục công dân, các môn còn lại. Xin chào tất cả các em, chúc các em học tập thật tốt.